Cả nhà ơi, xem Kim Song Loan live stream nha, đừng nhắn tin gọi điện thoại lúc này nha. Kim Song Loan cảm ơn nhiều. Kim Song Loan chào cả nhà. Cả nhà nhớ vào xem live stream của Kim Song Loan, đừng gọi điện nhắn tin lúc này nha. Con chào cô yêu. Con chào cô. Cả nhà nhớ đừng nhắn tin cho em lúc này nha, em live stream không nghe được. Cả nhà đừng nhắn nữa, đừng nhắn nữa nha. Cái máy em đang livestream á mà nhắn gọi vô cái nó nhúng nhích nhúng nhích. Chào Mimi. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Xin cả nhà nhiều. Xin chào. Rồi, chào Trần Nguyễn Linh nha. Chào đạo diễn Phuni Chung nha. Hôm nay Phương Đi Chung vào đây để làm gì với Song Loan này cả nhà ơi. Bắt đầu Phương Đi Chung cực khổ nữa đây cả nhà ơi. Xin chào, cái Song Loan xin chào. Cái máy nó bị nhúng nhích quá chừng nó bị nhúng nhích. Dạ, xin chào. Chào cả nhà, chúc cả nhà yêu buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay vui lắm nè cả nhà, hôm nay có tin vui đó. Cho nên là hồi chiều Song Loan có đăng lên trước để mà báo chiều nay có live stream. Vì hôm nay là vui lắm cả nhà ơi. Chào cả nhà, thương cả nhà nhiều, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Cô khỏe không cô? Hôm nay có chuyện vui nè, cô mà ơi, lên con chia sẻ cho cả nhà mình nghe nè. Rồi bây giờ Song Loan nói luôn nghe, tại vì hôm nay Song Loan live stream sớm, bình thường là 9 giờ Song Loan mới live stream. Hôm nay 8 giờ để live stream xong sớm, Song Loan có công việc đó, cho nên live stream sớm. À, để cho cả nhà mình xem rồi nghỉ sớm ha. Hôm nay Kim Song Loan live stream sớm đây. Rồi, bây giờ em nói với cả nhà luôn ha. Thì hôm nay á Song Loan lên đây live buổi live stream hôm nay thì Kim Song Loan muốn gửi đến cả nhà mình những lời thân thương, những lời tâm sự của Chúa đã ban cho chúng ta có cuộc live stream hôm nay. Vừa qua là cuộc live stream số 5, hôm nay là live stream số 6, lần thứ 6 của Song Loan. Thì vừa qua cái live stream số 5 đó cả nhà, thì Song Loan có xin, cầu xin Chúa. Kim Song Loan cầu xin Chúa để sắp tới mình có, nói chung mình còn dịch đó, mình sẽ có những cái thực phẩm mà Chúa ban cho chúng ta. Thì Song Loan có nói với cả nhà mình rồi là Song Loan chỉ có cầu nguyện Chúa để hỗ trợ cho cô chú anh chị em. Cho nên vừa qua thì Song Loan cầu nguyện, mà Song Loan chắc chắn rằng là lần này là cả nhà có cầu nguyện với Song Loan rất nhiều. Cho nên kỳ này Chúa ban cho chúng ta gấp bội lần. Như là mấy lần trước là Song Loan ekip Phu Đi Chung làm mấy trăm phần thôi, nhưng lần này chúng ta được 1.000 phần đó cả nhà. Và vừa qua thì Song Loan nghĩ là cả nhà coi cái live stream số 5 đó thì chắc là có cầu nguyện với Song Loan, cho nên là Chúa hiểu được và ban phước cho chúng ta phần quà lên cả 1.000 phần đó. Thì hôm nay Song Loan muốn cả nhà mình, ai đã cầu nguyện cùng Song Loan vừa rồi thì có thể nhắn trực tiếp lên đây chia sẻ cùng với Song Loan là đã có cầu nguyện với Song Loan thời gian qua, là trong 2 tuần Song Loan không có live stream á, là Song Loan cầu nguyện bằng mọi cách, cầu nguyện với Chúa để xin mình có thực phẩm sắp tới cho cả nhà, vì dịch còn lâu kéo dài. Tình trạng vậy thì phải cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta. Cho nên là khi mà cầu nguyện tuần vừa qua là thấy Chúa ban phước rất nhiều, đổ phước tuôn tràn cho chúng ta. Là Song Loan một chút đây thì Song Loan sẽ đọc những tên mạnh thường quân, con cái Chúa, và Chúa đã sai những mạnh thường quân đó để hỗ trợ cho Song Loan. Và một lần nữa thì cả nhà cùng Song Loan cảm ơn Chúa, tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa của chúng ta
Chúa của chúng ta đã thương yêu chúng ta. Cho nên là Kim Song Loan có nói bữa trước đó, Kim Song Loan mà cầu xin cho Kim Song Loan á thì chưa dám, nhưng mà Song Loan cầu xin cho người khác, anh em của mình cầu xin cho người khác thì Chúa nhậm lời liền, nhậm lời ngay. Bởi vậy cho nên đối với Song Loan, Song Loan thấy rất là tuyệt vời, lần này được 1.000 phần quà. À, bên cạnh đó là cả nhà biết không, lúc trước á thì Song Loan và ekip phát một phần quà, trong đó chỉ có 5 kg gạo thôi, nhưng kỳ này á Song Loan chẳng những được Chúa ban một phần cho chúng ta, mà 1.000 phần cho chúng ta, mà là trong phần gạo đó bây giờ không phải 5 kg mà nhân đôi lên cả nhà là 10 kg. Phần quà của chúng ta sắp tới đây là một phần quà là 10 kg gạo, một chai nước mắm ngon 1 lít và một chai nước tương nửa lít. Đó, phần quà của chúng ta là được 10 kg gạo, một chai nước mắm 1 lít, một chai nước tương nửa lít. Thì cả nhà cố gắng sử dụng trong 10 kg gạo, chai nước mắm, chai nước tương, rồi sau đó ví dụ như có rau củ quả gì đó thì lúc đó Song Loan hỗ trợ tiếp ha. Chúng ta cùng cảm tạ ơn Chúa. Song Loan rất là thương cô chú anh chị em đã có cầu nguyện cùng Song Loan. Và bên cạnh đó là cả nhà biết không, mấy ngày vừa qua có một số chị em đã gọi điện cho Song Loan, gọi điện nhắn tin vào trang riêng của Song Loan đó cả nhà, chia sẻ hỏi Song Loan về lời Chúa rất nhiều. Thì hôm nay Song Loan muốn chia sẻ với cả nhà mình. Ở trong đó thì có cô chú anh chị hỏi Song Loan rất là nhiều. Một tuần vừa qua thì cỡ nói chung là người con cái bên đạo Phật không á cả nhà, thì hỏi Song Loan về Chúa, rồi cầu nguyện, hỏi Song Loan xin kinh thánh cầu nguyện, Song Loan cũng gửi đến và chia sẻ lời kinh thánh. Thì trong đó có hai hoặc ba cái hoàn cảnh mà hôm nay Song Loan cần chia sẻ lên, nhưng mà cho Song Loan không có nói tên em ấy, vì em ấy mỗi lần chia sẻ với Song Loan là em ấy khóc, và em ấy nhắn tin thì em ấy khóc. Rồi trong đó cũng có một chị cũng chia sẻ với Song Loan hỏi về lời Chúa là khóc, vì những cô chú anh chị mà hỏi Song Loan á, thì đều là đạo Phật không à cả nhà. Thì hôm nay là mình vui, chuyện vui nhiều. Trước tiên là mình cảm ơn Chúa đã cho mình được 1.000 phần, và chuyện vui thứ hai nữa là Song Loan chia sẻ về lời của Chúa mà Song Loan đã chia sẻ đó, thì chạm được lòng, cảm ơn Chúa Thánh Linh là chạm được lòng của rất là nhiều cô chú anh chị. Cho nên là mấy điện thoại cho Song Loan nhắn tin hỏi. Bởi vậy Song Loan vừa cầu nguyện Chúa nè, rồi vừa có để mà coi tiền để mà mua quà nè, rồi bên cạnh đó phải trả lời với mấy cô chú anh chị. Mỗi ngày, hầu như là mỗi ngày Song Loan đều trả lời. Cả nhà biết không, Song Loan chia sẻ một xíu ha, tâm sự chia sẻ một xíu, là có một cái em đó, nói về cái em đó trước đi ha. Thì em đó nhắn tin cho Song Loan là: chị ơi, chị vui lòng cho em xin hai khúc kinh thánh mà chị đọc trên livestream á. Em vô tình coi thấy trên livestream của chị, thấy chị đọc kinh thánh mà em là đạo Phật, thì sau khi coi cái livestream của chị là cả đêm em không có ngủ được. Cho nên em suy nghĩ là em sẽ kết nối nhắn tin với chị. Mà em không ngờ là khi kết nối nhắn tin với chị thì chị trả lời em. Thật ra thì trước đó Song Loan có thấy kết nối là kết bạn với Song Loan, nhưng Song Loan không có chấp nhận. Nhưng mà em ấy nói là em ấy cầu nguyện, em ấy cầu nguyện là mong rằng chị Long chấp nhận. Tại vì khi mà kết nối trên đó không thấy chị Long chấp nhận, mà thật sự Song Loan nếu mà cảm thấy không quen á, thì Song Loan không có chấp nhận. Song Loan xin chào nha, chào cả nhà thân thương của mình vô xem. Song Loan thấy nói chung là lạ là Song Loan không có chấp nhận. Có nhiều người kết bạn rất lâu rất lâu, và hiện nay 1.000+ người chờ Song Loan việc chấp nhận bình luận kết bạn á, Song Loan không có kết bạn. Thì em ấy cầu nguyện tối đêm đó, thì sáng lại thì đúng là Song Loan chấp nhận. Khi chấp nhận thì em ấy rất là vui, em ấy vui đến độ em ấy khóc luôn á. Em ấy nói em không có nghĩ là chị chấp nhận em chỉ nói là cầu mai thôi, cầu mai thôi, em
Em mong là để lên đó mà gặp được chị chấp nhận nói chuyện với em, để em hỏi lời Chúa thì em rất là vui. Thì đúng là cũng Chúa khiến đó cả nhà. Em ấy có lòng thì Thánh Linh sẽ ngự trị vào lòng của em ấy, khiến thì Song Loan chấp nhận. Tại vì sau đó Song Loan không chấp nhận, nhưng mà em ấy nhắn một câu là: chị ơi, nếu như chị thấy được tin nhắn của em, chị vui lòng chấp nhận giùm em. Em có chuyện muốn hỏi chị. Thì Song Loan cũng không biết là hỏi chuyện gì. Nhiều khi hỏi về vấn đề từ thiện hay sao đó, hay là Song Loan chấp nhận. Thì em ấy tâm sự như vậy nè cả nhà. Em ấy là đạo Phật, gia đình là đạo Phật, đạo giống như là từ ông bà tổ tiên á tới ngày hôm nay. Thì em ấy nói là em ấy có một việc muốn tâm sự với chị như vậy. Chị có thể cho em chia sẻ, nghe em chia sẻ được không? Thì một cái hoàn cảnh này thật là dễ thương và rất là cảm động cả nhà. Cho nên Song Loan nghe em ấy chia sẻ, em ấy nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ để chia sẻ luôn á. Song Loan nghe em ấy chia sẻ một tiếng đồng hồ. Thì em ấy vừa chia sẻ mà em ấy vừa khóc. Em ấy nói là: chị ơi, em là tin Phật lắm, em thương Quan Thế Âm Bồ Tát dữ lắm. Cho nên em nghe chị nói ở trong cái live stream đó, em rất là cảm động và chạm được lòng em. Cho nên em quyết định tìm chị. Rồi em chia sẻ với chị là em đi con đường có sai hay không chị. Thì Song Loan nghe em ấy tâm sự, em ấy nói là: em tin tưởng Phật và cầu xin Phật rất là nhiều năm nay, từ lúc em còn con gái tới em lấy chồng, bây giờ có con. Thì cuộc sống của em nó rất là đau khổ chị, nó đau khổ, em buồn lắm, tại vì giống như là chưa có một ngày bình an. Em ấy nói là lúc đó là ba của em ấy bị bệnh, em ấy mới đi cầu xin ông sư cầu nguyện giùm. Cúng giùm đó, cúng giùm rồi vái rồi lại rồi nói chung là xin nhiều thứ lắm. Nhưng mà sau đó thì ba mấy không qua khỏi, ba mấy chết. Em ấy nói là con rất là tin Phật và con tin tưởng. Lúc đó ba mẹ em ấy cũng còn trẻ, tại vì bây giờ thì em ấy mới có ba mấy tuổi thôi. Thì em đã cầu xin rồi, cúng kiến vái khấn lại cho ba rất là nhiều, nhưng mà sau đó ba vẫn chết. Chết xong rồi thì em ấy rất là buồn, em ấy muốn đi tu, em ấy muốn đi tu. Xong rồi em nói là tin tưởng Phật, thờ Phật, rồi xin, rồi tin, nói chung là tin dữ lắm, thương thương Bồ Tát dữ lắm mà tin tưởng vô cùng. Thì em ấy nói thôi thì ba chết rồi, buồn quá, muốn đi được ở trong chùa mà đặt cho mình cái tên đó cả nhà, để vô mà quy y. Đúng rồi, dùng từ là quy y, em ấy nói là quy y. Thì em ấy mới điện lên trên trên chùa, em ấy hẹn ông sư để em ấy lên đó em ấy quy y. Thì em ấy mới điện xong, tới cái ngày em ấy lên chùa thì ngày đó lại thầy bị bệnh, thầy bệnh lên không được. Cái em ấy nói vậy thì cũng buồn nữa, nghĩ là mình chưa có duyên với Phật, thôi kệ không sao. Rồi ngày qua ngày cái thầy hết bệnh, bắt đầu hẹn tiếp lần thứ hai, quyết định quy y. Và ở nhà em ấy cũng đọc kinh rồi nói chung là thành tâm với Phật lắm. Xong cái lần thứ hai em ấy quyết định đi quy y, hẹn thầy thêm một lần nữa. Thì hẹn xong rồi, tới cái ngày đi, giờ đi, ngày đi thì trời lại đổ mưa, mưa lớn kinh khủng, lớn dữ lắm cả nhà. Em ấy lại thất vọng lần thứ hai. Em ấy nói chẳng lẽ con đi quy y mà khó khăn tới vậy sao? Buồn quá chị ơi, cuộc đời của em đi đến với Phật xong mà nó ngặt nghèo khổ sở quá, hai lần rồi không đi được. Thôi thì cũng được đi, kệ, mình phải có lòng với Phật mà. Kệ, đợi. Cứ đợi xong rồi sau đó trời không còn mưa nữa, rồi ngày qua ngày em ấy mới hẹn một lần thứ ba. Quyết định lần thứ ba này là cỡ nào cũng đi cho bằng được. Xong thì lần thứ ba em ấy đi lên trên đó, là chuyến này là được đi. Thầy không có bệnh và cũng không có bị trời mưa.
em ấy đi tới chùa. Thì khi mà đi tới chùa thì chùa niêm phong đóng cửa. Cả nhà thấy em ấy gian nan không? Chùa niêm phong đóng cửa vì em ấy kể với Song Loan là chùa ông sư đó đã truyền đạo như thế nào đó mà bị nhà nước niêm phong lại, không cho mở cửa chùa nữa, và chùa đã đóng luôn tới bây giờ. Em ấy vừa kể mà em ấy vừa khóc. Em ấy nói tại sao cái số con vậy Bồ Tát ơi, con muốn quy y, con muốn cho con có một cái tâm linh để mà con thật sự đến với Phật, để cho con được bình an, vì em ấy không được bình an. Và tính em ấy rất là hiền từ. Sau đó mẹ em ấy đổ bệnh. Mẹ em ấy đổ bệnh rất là nặng. Ba em ấy chết được 49 ngày. Trong 49 ngày đó em ấy đi tới lui chùa chiền cầu xin. Chưa hết buồn thì tới mẹ bệnh, đổ bệnh. Ba 49 ngày thì mẹ đã đổ bệnh. Em ấy quá buồn. Cái chùa mà mình muốn đi vô để quy y thì cái chùa đã đóng cửa rồi, không còn nữa. Thì em ấy tiếp tục quen một ông sư khác vào cái chùa khác. Em ấy quyết định đi quy y nữa. Mà thương lắm cả nhà, em ấy kể tới đâu là em ấy khóc. Khóc. Xong Loan nói thôi đừng khóc, chị nghe mà em cứ tâm sự đi đừng khóc. Em ấy nói cuộc đời em như thế nào á, chị gặp toàn là chuyện không may. Mà em là tin vào cửa Phật dữ lắm. Em tin vào cửa Phật để em có được sự bình an. Cái cả nhà biết không, mẹ em ấy bệnh, em ấy cầu xin, cầu xin quá chừng luôn. Vậy mà mẹ em ấy lại quá mệt mỏi, và mẹ em ấy có thể là không qua được. Tiếp theo đó, cả nhà thấy thương tâm cho em không? Thì em mới nói với một cái ông sư mà em bắt đầu mới quen đó. Em nói là sư ơi, bây giờ mẹ con tình trạng như vậy đó, thì sư có cách nào giúp con không? Ông sư nói bây giờ chỉ còn một cách. Ông sư ấy nha cả nhà, ông sư nói còn một cách là đi ra ngoài trời lập cái bàn hương án, chứ không có lại Phật gì trong nhà nữa hết. Tại vì bây giờ đã lại dữ lắm rồi, lại dữ lắm rồi mà nó không có ăn vào đâu hết á. Cho nên ông sư nói con đi ra ngoài á, con lập cái bàn hương án. Cái đó là cái mà linh hiển nhất, và cái đó là cái mà để giống như là cuối cùng tiệt chiêu của con người, để mà xuất ra tiệt chiêu đó. Thì em ấy đã từng nghe Song Loan live stream mấy lần trước, Song Loan nhắc cái bàn thiên, cho nên em ấy thấy giống quá, giống nhà em ấy quá. Và Song Loan nói theo cái kiểu ở dưới quê hay thờ bàn thiên đó, thì Song Loan nói trong đó có nhiều câu em ấy chạm lòng, cho nên em ấy mới quyết định tìm Song Loan là vậy. Tức gì ở dưới quê mình hay có thờ bàn thiên đó cả nhà, hay có thờ bàn thiên, rồi cứ có chuyện gì để ra cái là đốt nhang, đốt nhang ngoài bàn thiên thôi. Nhưng mà không biết là khấn lại vái ai đó không biết. Nhưng mà có một thêm một tục lệ ở với quê á, ở dưới quê mình á, khi mà bị cái gì mà giống như là bị tai nạn gì mà dữ lắm, đại khái là sắp chết á, người mà sắp chết á, cầu nguyện rồi trị bệnh này nọ ABCD mà không hết á, là cuối cùng phải đi ra ngoài lập bàn hương án. Cái đó là tiệt chiêu, sức chiêu cuối cùng của những người bên đạo Phật. Anh Song Long không biết là những đạo khác có không nha, nhưng mà Song Long biết là đạo Phật á, là ông sư, chính ông sư đó, em đã nói với Song Long là chính ông sư đó còn nói với em á là đi ra ngoài lập bàn hương án, con khấn cho mẹ con đi. Chỉ có cái điều đó là tốt nhất khi mà con đốt nhang hay con khấn, con vái lại gì trong nhà. Thì cả nhà suy nghĩ giùm Song Loan đi, lập cái bàn hương án ra ngoài trời đó là để khấn ai hả cả nhà? Em cũng không biết là mọi người lập cái bàn hương án đó là để khấn ai. Nhưng mà Song Loan live stream nói ở đây là Song Loan biết có nhiều cô chú anh chị biết ở dưới quê là vậy á. Khi mà cái tiệt chiêu cuối cùng của con người chúng ta khi mà sắp chết rồi đó, không qua khỏi đó là lập bàn hương án ở ngoài đường, ở ngoài trời. Quá chừng con cái gì đó ra đó khấn vái lại quá chừng luôn. Nhưng mà thật sự thì Song Loan không biết là lúc đó vái lại khấn nói cái gì Song Loan không hiểu nha. Song Loan nghĩ là chỉ có khấn vái lại ông trời thôi chứ ai. Thậm chí cả ông sư ông còn chỉ là cái đó là hay nhất đó con. Cái đó là tốt nhất đó. Con ra con khấn đi. Thì em đó cũng nghe lời, cũng ra khấn.
khấn lập bàn hương án thì lúc đó em ấy, mẹ em ấy qua khỏi. Mà em hỏi em ấy là em khấn cái gì vậy, em vái cái gì vậy, em ấy nói cũng không biết nữa. Tại vì ông sư kêu đi ra vậy thì cả nhà ra khấn vái lại, ra để khấn. Giờ mẹ vậy rồi thì giờ cứ ra làm cái gì mà cảm thấy hết sức mình thì làm thôi, chứ em cũng không biết nữa. Cả nhà thấy thương không? Khi mà ra mà khấn vái lại mà cũng không biết khấn ai lại ai, vái ai nữa. Đó thì hôm nay Song Loan kể cái chuyện của em đó, đau thương là vậy á. Thì sau đó, sau đó thì mẹ em ấy qua được một lúc, lúc mà lập bàn hương án đó cả nhà, thì qua được một lúc xong rồi, sau đó mẹ em ấy cũng qua đời, chết đi theo ba luôn. Em ấy đau khổ. Em ấy kể mà trong cái nghẹn ngào, cái nấc của em ấy khóc nghẹn ngào. Chị à, em rất là khổ. Sau đó mẹ em cũng đi, em có cả ba mẹ đều đi hết. Ba chết 49 ngày, sau đó mẹ lại bị kế tiếp đó, mẹ cũng chết. Em quyết định đi tu lần thứ hai. Đi lần đầu không được, bây giờ mẹ chết đi không được phải không? Quy y không được phải không? Thì lần thứ hai này tới ba thì đi. Mẹ qua đời xong rồi đi. Bắt đầu hẹn với ông sư mà ông sư kêu lập bàn hương án đó. Hẹn với ông sư cái ngày đó đi lên để mà quy y. Cái bữa đó không mưa gió mà thầy cũng không bệnh không gì á cả nhà, được rồi đó, chuyến này là đi được đó, đi quy y được đó cả nhà. Vô nhờ chồng chở, ông xã chở đi lên trên chùa để gặp thầy quy y, thì hẹn thầy sống trơn rồi. Bắt đầu tìm địa chỉ cũng hơi khó đó cả nhà, em ấy nói là tìm địa chỉ hơi khó. Em ấy mới đi lên chùa của thầy đó. Em ấy nói là cái đường cong quẹo khó lắm, mà bằng mọi cách em ấy nói chồng chở đi. Kỳ này ngon lành rồi cả nhà. Kỳ này ngon lành là được chồng chở đi và cũng không có bị mưa gió như lần trước, rồi cũng không có bị trục trặc gì hết, ngon lành. Chỉ có tìm đường hơi khó thôi, nhưng mà cuối cùng rồi cũng tìm được đến chùa. Vui quá, mừng quá, đến chùa được mãn nguyện, được này, chuyến này mình được quy y, vui quá. Khi mà bước vô trong chùa, gặp được cái chùa, bước vô trong chùa, đi xuống hỏi, dạ cho gặp sư để con quy y, thì trong chùa trả lời ông sư mới qua đời rồi. Cả nhà thấy sao? Câu chuyện của em ấy rất là đau lòng, rất là đau lòng cho cuộc đời của em ấy. Muốn quy y mà lần nào cũng không có quy y được. Cả nhà có tin nổi mà chuyến này ông thầy chùa này ông cũng bị chết luôn, ông sư này cũng bị chết. Em ấy đứng hình luôn, đứng tim, và khi nghe trong đó trả lời là ông sư đã chết rồi, qua đời rồi. Em ấy nói chị ơi, cuộc đời của em sao mà khổ, khổ kinh khủng luôn. Rồi sau đó là em không còn cha còn mẹ, ở với chồng. Em theo Phật tới ngày hôm nay. Em nói thật sự với chị, em chưa có được một ngày bình an vui vẻ. Chưa có ngày nào mà em cảm thấy được hạnh phúc và bình an hết. Cuộc đời em cứ khổ vậy đó. Thì hôm nay Song Loan muốn kể cái câu chuyện này đến cho cả nhà là vì sao? Vì em ấy vẫn còn có Chúa che chở cho em ấy và đưa đường dẫn lối cho em ấy tới ngày gặp Song Loan. Và Song Loan nghe em ấy tâm sự, và em ấy muốn hỏi cái gì về Song Loan thì Song Loan hiểu lời Chúa như thế nào, Song Loan sẽ chia sẻ với em ấy. Vì sao lập bàn hương án? Lập bàn hương án đó là thật sự tất cả chúng ta đều khấn ông trời, mọi người đều quỳ xuống lại trời. Đó là cuối cùng, coi như cái lệnh bài cuối cùng là ông trời ơi hãy cứu gia đình con. Trời cho chúng ta nước uống, thức ăn, cái gì cũng ông trời. Trời ơi thương con, trời ơi giúp con, trời ơi cứu con. Chỉ có là ông trời là kêu bằng cái kim bài miễn tử cuối cùng của chúng ta. Cho nên con người chúng ta, nếu như mà những người ngoại không phải là đạo Chúa bên như Song Loan á, thờ Chúa là thờ Đức Chúa Trời, thờ Chúa Giê-xu đó, thì là như vậy đó cả nhà. Khi mà gặp chuyện thì phải đi ra ngoài lập bàn hương án lên. Thì trong đó có em ấy, em đó. Thì em đó có được một cái sự khôn ngoan
Em ấy nghe cái livestream của Song Loan, em ấy liên tưởng lại cái chuyện của gia đình em ấy. Và khi ở dưới quê có thờ bằng thiên, có lập bàn hương án, thì cái đó là ai? Cho nên em ấy muốn tìm hiểu, hỏi Song Loan là cái đó là ai? Em muốn biết cái đó là ai? Chị có thể giải thích cho em. Thì em ấy xin kinh thánh và em ấy đọc mấy ngày hôm nay. Hầu như ngày nào em ấy cũng có nhắn tin cho Song Loan, nhưng mà Song Loan không có rảnh để trả lời ngày hôm nay. Hình như ngày hôm qua Song Loan có trả lời sao đó, họ không nhớ rõ lắm. Nhưng mà em ấy là một cái ấn tượng của Song Loan. Và cuộc đời của em ấy đi đến Phật cực khổ tới như vậy, và tới ngày hôm nay em ấy vẫn còn đi theo Phật, và em ấy không có sự bình an. Cả nhà thấy thương em ấy không? Chia sẻ. Song Loan mong cả nhà hiểu những gì Song Loan chia sẻ đến với cả nhà, và chia sẻ cùng em ấy. Em ấy nói là: chị à, em nói chuyện với chị cả đêm em không ngủ được. Đêm trước em coi cái live stream của chị, cả đêm em không ngủ được. Hôm sau em nói chuyện với chị, cả đêm em cũng không ngủ được. Cho nên chị cho em xin kinh thánh đọc, và từ từ em có thể hiểu được. Và cái nào em không hiểu được em có thể hỏi chị được hay không? Thì Song Loan nói được. Dạ con chào chú. Song Loan nói được. Thì lúc nào em có thể tâm sự chia sẻ, chị cũng có thể chia sẻ với em, thì em ấy rất là vui. Mấy hôm nay Song Loan biết em ấy có đọc kinh thánh, và Song Loan muốn gửi đến cả nhà mình một lời tâm sự từ trái tim rất chân thành của Song Loan, là Chúa của mình rất là tuyệt vời cả nhà ơi. Chúa của mình tuyệt vời lắm. Song Loan cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, nhiều, thật nhiều, nhiều, rất nhiều. Từ khi mà Song Loan quay về với Chúa, không đi làm đường lạc lối nữa, thật sự Song Loan có sự bình an dữ lắm cả nhà. Thật á, Song Loan bình an dữ lắm, cho nên là Song Loan muốn chia sẻ đến cho cả nhà mình. Sau khi Song Loan được bình an rồi, Song Loan muốn chia sẻ. Rồi ai mà hỏi tới Song Loan về Chúa là Song Loan vui vẻ, thao thao bất tuyệt để mà trả lời, chia sẻ với cả nhà mình. Và những cái điều đó nó không phải là mê tín hay là cái gì hết, mà nó là rõ ràng thật sự như vậy á cả nhà. Giống như Song Loan hôm nay làm tới lần thứ 11 rồi nè, lần này lần 11. Mà cả nhà biết cái bữa mà lần thứ 10 đó, là Song Loan live stream đó, là Song Loan nói là cầu mong cả nhà cầu nguyện cùng Song Loan để mà được Chúa ban phước cho chúng ta tiếp, ban cho chúng ta thuộc thể là đồ ăn thức uống. Thì rõ ràng, chào chị Mộng Cầm, thì rõ ràng hôm nay là lần thứ 11, và trong đó Song Loan nhờ cả nhà cầu nguyện. Chào Lâm Hoài Thu Thủy. Thì bây giờ của mình có phải là lên gấp bội không cả nhà? Tới 1.000 phần, mấy trăm phần, mà bây giờ lên tới cả ngàn phần. Cái đó không phải Song Loan làm đâu, Song Loan không giỏi như vậy đâu. Cái đó là nhờ Chúa ban cho chúng ta, và nhờ những anh chị em cùng Song Loan cầu nguyện với Song Loan. Và Song Loan nghĩ là trong đó có một số của chú anh chị em cầu nguyện cùng Song Loan đó, cho nên là Chúa mới chạm lòng ban phước cho chúng ta nhiều tới như vậy. Chứ không phải Song Loan giỏi gì mà để mà được như vậy đâu cả nhà. Cho nên Song Loan biết là Chúa làm hết, mọi thứ là Chúa làm hết. Cho nên Song Loan muốn kể cái câu chuyện của em đó để cho cả nhà hiểu là khi mà con người ta tới mức đau khổ tột cùng, mất mát người thân, hay là đau khổ có thể đi tự giận chết bỏ mạng, là người đầu tiên là chúng ta nhớ tới ông trời. Nhưng mà chúng ta không chịu chấp nhận cái điều đó. Chúng ta không chịu chấp nhận cái điều là khi mà mình đau khổ tột cùng, đó là mình tìm ông trời. Tại vì bên Song Loan á, thì thật sự á, con cái Chúa thì không có kêu ông trời, không có tùy tiện kêu. Nhưng mà Song Loan nói để cho cả nhà dễ hiểu á, để không thôi Song Loan nói Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời, thì cả nhà lại không biết là ai. Đó, cho nên Song Loan muốn nói cho cả nhà dễ hiểu là khi mình đau khổ tột cùng là mình nhớ trời ơi cứu con. Đó, thì tại sao chúng ta không tìm hiểu để coi Cha Thiên Thượng của mình là ai, và Đấng Tạo Hóa của mình là ai, và hiện nay chúng ta đang sống ăn của ai, uống nước của ai, thở không khí của ai? Nếu lập tức mà không khí mình không thở được, Cha Thiên Thượng không cho mình thở ra được, lập tức tất cả nhân loại của chúng ta sẽ chết hết, tắt thở mà chết hết. Cả nhà biết không, Song Loan mỗi khi mà nói tới Cha Thiên Thượng của chúng ta,
đó là Chúa Giêsu. Song Lân cảm động lắm. Trong lòng của Song Lân, tại vì Song Lân được ân phước của cha ban cho Song Lân rất là nhiều từ lúc mà Song Lân quay về với cha thiên thượng. Cho nên Song Lân muốn nói hết những cái gì trong lòng của Song Lân, bày tỏ hết cho cả nhà hiểu. Cái này của mình không hề mê tín, mà là cái chuyện nó hiển nhiên. Tất cả con người chúng ta đều hiểu là như vậy, nhưng mà chúng ta không chịu hiểu. Con người chúng ta không chịu hiểu, đi làm theo ý riêng của mình và nghĩ là bản lĩnh của mình nó có thật giỏi như vậy. Bản lĩnh của tôi như vậy, và tôi là người có trình độ như vậy, và tôi là người ảnh hưởng tới như vậy. Không phải đâu cả nhà. Nếu chúng ta làm cái điều gì đó mà không có cha thiên thượng của chúng ta, cầu xin cha ban cho ta chúng ta một cái sự thông minh, thì chúng ta tự đi làm theo ý riêng của con người chúng ta, thì chúng ta sẽ bị sai lệch, sẽ bị sai lầm, và chắc chắn sẽ có một ngày sẽ bị thất bại. Còn nếu chúng ta làm cái điều gì đó mà chúng ta cũng cầu nguyện, làm cái điều gì chúng ta cũng cầu nguyện trước, xin cha cho chúng ta cái sự sáng, và xin cha dìu dắt cho con, dẫn dắt cho con đừng lầm đường lạc lối, mình cầu xin cha mình là chắc chắn cái công việc đó mình sẽ thành công. Còn mình nghĩ là bản thân của mình quá giỏi, tôi quá tuyệt vời, tôi là ABCD, tôi là hơn mọi người, tôi là thế nào đó, tự mình cho mình là như thế nào đó, thì mình sẽ thất bại. Không thất bại sớm thì cũng sẽ thất bại muộn. Song Loan dám chắc với cả nhà điều đó. Vì sao? Vì Song Loan nè, vì trước đó Song Loan chưa được đổi mới, chưa được quay về với Chúa, Song Loan cũng là một người kiêu ngạo, nghĩ là mình sẽ làm được. Không hiểu, lúc đó không hiểu, không hiểu gì cả. Cứ nghĩ con người mình sống hoài, sống mãi, không chết, mình sẽ làm được những cái điều mà cảm thấy người khác không làm được. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ thành công. Thì sao? Sau đó thì sao? Làm được như thế nào? Thành công ra làm sao? Nếu như có tiền, thành công, thì gia đình không hạnh phúc. Đúng không cả nhà? Con người của chúng ta thường xuyên hay vậy đó. Tất cả luôn, Kim Song Lân nói chung luôn, không nói riêng ai hết. Nếu gia đình nào đó có tiền, ăn mâm cao cổ đầy, đi nhà hàng ABCD đủ thứ hết gì đó, nói chung là đối với thế gian là không thiếu thứ gì hết, nhưng mà về nhà thì sao? Tẻ nhạt, gia đình không hạnh phúc. Không đổ dở về chồng thì cũng sẽ đổ dở về vợ. Nếu không vợ chồng thì gia đình con cái quậy hoàng hư hỏng. Hạnh phúc không cả nhà? Không hạnh phúc đâu. Mình bị ảo tưởng cái hạnh phúc đó thôi, chứ nó không có hạnh phúc đâu cả nhà. Thiệt đó, con người của chúng ta hai chữ hạnh phúc là như thế nào? Nghèo, khổ thì bị người ta khinh thường. Về nhà vợ chồng gặp nhau cũng mắng với nhau. Tại không có tiền là không có hạnh phúc cả nhà. Đó người ta nói vậy đó, không có tiền là không có hạnh phúc. Nhưng mà có tiền thì hạnh phúc chăng? Không, không hạnh phúc đâu cả nhà. Nhưng mà khi mình có cha thiên thượng bên cạnh để giúp đỡ hỗ trợ mình, hạnh phúc, rất hạnh phúc. Cả nhà biết sao hạnh phúc không? Tại vì Đức Chúa Trời của chúng ta đó đã cho chúng ta tất cả mọi thứ của thế gian này, nhưng mà chúng ta lại không hiểu. Cha thương mình tới đến độ mà cha sai con một của mình là Chúa Giêsu xuống để chuộc tội cho chúng ta. Giống như lúc trước Song Long có nói rồi đó, mấy live stream trước Song Long có nói đó. Cho nên những gì mà thế gian này đối xử với mình bạc đãi, thế gian này cảm thấy là những cái gì mà, nói chung là mình nghèo đi, nói thẳng là mình nghèo khổ đi, nói cho nó dễ hiểu. Song Long là người miền Tây cho nên nói vậy. Mình nghèo khổ đi, là thế gian này con người á, bạc đãi mình lắm, bạc đãi ghê gớm lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói không, dù là con nghèo như thế nào, hay là con là người như thế nào, thậm chí con là xì ke hút chích ma tí, hay con làm cái điều gì đó bại hoại, con cũng là con của cha. Con cũng là con của cha. Cha thiên thượng của mình tấm lòng bao la vĩ đại lắm cả nhà. Con người của chúng ta không thể nào hiểu được hết những lời mà cha thiên thượng đã ghi vào trong Kinh Thánh. Cha nói là ta luôn luôn ở bên cạnh con, chỉ có con thì không nhận ra ta thôi, chứ còn ta thì luôn luôn biết con làm gì, suy nghĩ gì,
con ở nơi nào và con ra làm sao, cha đều biết hết. Chỉ có con từ chối ta và không đi tìm ta thôi. Cho nên Song Long muốn chia sẻ với cả nhà những cái tâm tư, cái tình cảm, những lời nói từ trái tim. Tại sao Song Long lấy cái này là lời nói từ trái tim của Song Long? Song Long suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà mình đã qua được những cái cơn khổ sở rồi, hoạn nạn rồi, mình được cha thiên thượng giúp đỡ mình, nâng mình lên, thì tại sao mình không lấy những cái điều mà cha đã làm cho mình để mình chia sẻ lại cho anh em, những anh em và những người ngoại chưa biết được, để cho quay về với cha để có sự bình an giống như mình. Cho nên Song Long rất là hết lòng để mà chia sẻ đến với cả nhà. Thì Song Long muốn đọc một cái khúc kinh thánh. Hôm nay Song Long muốn đọc cái khúc kinh thánh, mong cả nhà đọc cùng Song Long, rồi cảm tạ ơn cha vì 1000 phần quà. Cái khúc kinh thánh là đức tin giả, đức tin thật á. Nếu như mình đến với cha thiên thượng và mình đến với Chúa Giêsu, Song Loan cũng nói luôn là Song Loan có nói á, Song Loan sẽ gửi đến lúc trước á, là gửi đến anh chị cô chú nghệ sĩ, nhưng bây giờ là Song Loan gửi hết, thời điểm này quá khó khăn rồi. Song Loan gửi đến cô chú anh chị nghệ sĩ và tất cả những người nào mà trước đây đã có đăng ký chưa có nhận được, thì ekip Phony Chung cũng sẽ xem xét lại và gửi đến những khu cách ly. Nói chung là bây giờ sẽ gửi hết tới những chỗ nào mà ekip có thể giải quyết cần gửi. Nơi nào đó cần thì Song Long có thể gửi hết, chứ không phải là cô chú anh chị nghệ sĩ không ha cả nhà ha. Phòng trọ, sinh viên, rồi tất cả các khu cách ly nào khổ sở thì sẽ hỗ trợ tới. Và thêm một cái nữa là Song Long muốn nhắc nhở cả nhà mình, ai mà quay về với Chúa và hỏi Song Loan, Song Loan rất là ân cần để trả lời. Ân cần, thật sự rất ân cần để trả lời. Dù là trên trang này, trên trang đang live stream trực tiếp hay là trang riêng của Song Loan, Song Loan sẵn sàng trả lời, nói về lời Chúa. Song Loan mong rằng cô chú anh chị đừng vì giống như nhờ Song Loan giúp những cái phần quà này mà nghĩ là thôi cứ nói lời Chúa với Song Loan đi là Song Loan cho. Đừng suy nghĩ như vậy, mình sẽ có tội với Chúa. Và làm như vậy Song Loan biết được, Song Loan cũng cảm thấy mình có tội với Chúa. Song Loan muốn gửi đến cho cô chú anh chị những phần quà này trong lúc thời gian khó khăn. Và Song Loan muốn nhắc những cái phần quà này là do Song Loan cầu nguyện Chúa và tất cả cô chú anh chị cầu nguyện cùng Song Loan để chạm lòng tới các mạnh thường quân, để các mạnh thường quân gửi cho chúng ta. Rồi sẵn đây Song Loan cảm ơn Mạnh Thường Quân tiếp ha, để một hồi Song Loan nói vì Song Loan quên. Cho Song Loan cảm ơn những Mạnh Thường Quân mà Chúa đã chạm lòng để hỗ trợ chúng ta 1000 phần quà ha cả nhà ha. Danh sách các Mạnh Thường Quân, Song Loan xin gửi đến các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha. Trước tiên là Kim Song Loan cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã chạm lòng các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chúng con có thức ăn. Danh sách của các Mạnh Thường Quân, các cô chú hội thánh ở San Oban, Úc Châu đã hỗ trợ 1 tấn gạo. Thứ hai là con cái Chúa ở bên Mỹ hỗ trợ 1 tấn gạo, cảm tạ ơn Chúa. Con rất là cảm tạ cô chú anh chị ở hội thánh San Oban, Úc Châu đã gửi về 1 tấn gạo. Một lần nữa con xin cảm ơn. Và thứ ba là chị Hương công ty máy tính An Phát đã hỗ trợ 1 tấn gạo. Chị Hương Giang công ty máy tính An Phát, một lần nữa Song Loan cảm ơn chị Hương Giang công ty máy tính An Phát 1 tấn gạo. Là mình được 3 tấn rồi đó cả nhà. Ở bên Úc Châu 1 tấn, con cái Chúa ở Mỹ 1 tấn, chị Hương Giang công ty máy tính An Phát 1 tấn, là mình được 3 tấn rồi đó cả nhà. Xin cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Rồi, Song Loan cảm ơn tiếp Ban liên lạc Đồng Hương Cà Mau Bạc Liêu thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Vượt Lên Số Phận Quỹ Nhịp Cầu thành phố Nhân Ái do nhà văn Võ Đắc Danh sáng lập. 500 kg là nửa tấn đó cả nhà.
Xin cảm ơn tấm lòng của anh Võ Đất, nhà văn Võ Đất Danh. Cho coi lại để cảm ơn anh. Song Loan rất là cảm ơn ban liên lạc Đồng Hương Cà Mau, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Vượt Lên Số Phận, Quỹ Nhịp Cầu Nhân Ái do nhà văn Võ Đắc Danh sáng lập. Song Loan xin một lần nữa là cảm ơn rất nhiều đã hỗ trợ cho những người khó khăn. Thứ năm là chị Thủy ở chung cư Toba City ở Cao Lỗ, quận 8, 5 triệu đồng. Xin cảm ơn chị. Anh Nguyễn Long Bình gửi 5 triệu đồng để cầu Chúa ban phước cho hai người mẹ là bà Nguyễn Cẩm Hồng và bà Lê Thị Minh Đức. Xin cảm ơn anh, Chúa ban phước cho anh. Thứ sáu là Kim Ánh Loan, 3 triệu đồng. Cảm ơn em rất nhiều, Chúa ban phước cho em. Thì tất cả những danh sách Mạnh Thường Quân hỗ trợ được Chúa chạm lòng để mà hỗ trợ cho Song Loan làm tròn cái chương trình này để gửi đến cho cô chú anh chị khó khăn trong mùa dịch. Song Loan thay mặt tất cả những người khó khăn cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất nhiều. Và trước tiên là Song Loan cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ cả nhà cùng cầu nguyện cùng Song Loan nha. Là mình sắp sửa đủ 1.000 phần rồi đó cả nhà. Song Loan đang đọc hồi nãy là mình sắp sửa đủ 1.000 phần rồi đó. Cho nên Song Loan đang hôm nay live stream để mà nói cho cả nhà biết. Rồi sẽ ngày nào là mình nhận quà. Đủ 1 tấn rồi là bắt đầu mình phát quà đó cả nhà. Có thể là bắt đầu đầu tuần sau. Cho nên bây giờ cả nhà đăng ký vào cái live stream này. Và thứ hai sắp tới thì ekip liên tục cập nhật, Phony Chung liên tục cập nhật lên trên đó để mà Phony Chung xem lại, rồi Phony Chung sẽ đăng lên là danh sách mình có ai gồm ai để nhận. Bây giờ cả nhà mình cầu nguyện với Song Loan đi ha, để mình cảm tạ ơn Chúa ha. Cả nhà cầu nguyện với Song Loan nha cả nhà. Kính lại Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Con tạ ơn Chúa vì đức tin Ngài ban cho con để con nhận cứu rỗi trong danh Ngài. Xin giúp con luôn đứng vững vàng và giữ niềm tin vững bền cho đến khi con gặp được Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cả nhà đọc một đoạn kinh thánh với Song Loan. Vì chúng ta đã được dự phần của Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta vững bền cho đến cuối cùng. Hebrews đoạn 3 câu 14. Khi mình rao giảng lời đến cho tất cả mọi người, rất nhiều người á quỳ lại rồi đi đến nhà thờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm đủ mọi thứ. Nhưng mà mình phải tiếp tục đứng vững trong đức tin cả nhà. Rồi hoặc là có người đi theo Chúa một thời gian, sau khi đó bị thử thách, bắt bớ thì họ không đứng vững vàng trong đạo ấy nữa. Ngay cả nhiều người ngồi trong nhà thờ nhưng cũng chưa thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu. Song Loan xin chia sẻ đến cho cả nhà như vậy đó. Cho nên mỗi chúng ta cũng cần xét lại đức tin của mình. Như sứ đồ Phaolô đã nói, chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Trong Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 5. Song Loan đọc cái đó thì cả nhà cứ xem vô trong cái lời kinh thánh đó nha. Giống như là Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 5, vô trong đó search lên thì Song Loan đang nói trong cái lời kinh thánh á. Cả nhà biết không? Mọi người nói lúc nào cũng gì? Tôi là con cái Chúa. Tôi tin nhận Chúa. Tôi đi đến nhà thờ. Tôi ABCD gì đó đủ thứ hết. Nhưng mà mình hãy xem kỹ đức tin của mình có vững bền hay không, có vững chắc hay không. Đức tin của mình
coi chừng bị đức tin giả mà mình không hay. Có người luôn miệng á nói Chúa, Chúa ơi Chúa, Chúa cứu con, Chúa ơi con là con của Chúa. Thật sự kêu Chúa thì kêu vậy đó, nhưng mà hỏi kỹ trong lòng của mình, có Chúa không? Chúa ở đâu? Hay là mình kêu bằng cái miệng để cho mình đỡ một cái cơn hoạn nạn khó khăn nào đó, rồi sau đó cái mình qua cái cơn đó rồi mình quên Chúa mất tiêu rồi. Cái điều đó là thiệt thòi cho bản thân mình. Nếu như trong lòng mình không có đức tin khẳng khái, Song Loan muốn chia sẻ đến với cả nhà như vậy đó. Song Loan mong là nếu tin tưởng Chúa, cả nhà vui lòng tin tưởng hết lòng, tin tưởng hết mình bằng cả trí khôn của mình. Rồi Song Loan xin chia sẻ một chút nữa là như vậy nè cả nhà. Có nhiều người á, thật ra nói nhiều thì cũng không nhiều đâu. Hồi chiều nay Song Loan có đăng lên á, thì có người vô bình luận nói là khi mà gửi quà, cho quà, dùng từ là cho quà, cái người đó nói là cho quà thì cho phải biết cách cho như thế nào. Thì Song Loan xin chia sẻ một xíu. Tại vì Song Loan là con cái Chúa, mỗi khi Song Loan làm á, Song Loan không cần phải là sáng danh Song Loan. Tại vì Song Loan không phải là để mà lấy tiền túi ra để mà làm từ thiện, để mà làm đẹp mặt mình, hay là để PR mình, hoặc là mình mượn cái danh của mình để đi ra ngoài xin tiền về để mà làm để cho sáng danh mình. Dạ thưa không, Song Loan không có phải làm như vậy nha cả nhà. Song Loan là đặc thù, là Song Loan làm việc cho Chúa. Và Song Loan chỉ mong rằng mọi người chỉ cảm tạ ơn Chúa, đừng cảm ơn Song Loan. Và Song Loan muốn nhắc cả nhà nhớ gì nè. Mỗi khi mà tất cả cô chú anh chị á, nhận quà của bên Song Loan á, là rất thành tâm nha cả nhà. Song Loan và ekip á, lúc nào cũng vậy đó, nhận rau củ quả về là lặt, lặt ha, lặt cả ngày từ sáng tới chiều. Bao nhiêu người, hình như là Song Loan phone đi chung ekip có quay lên á, lặt từng ly từng tí cả ngày, xong rồi mới gửi đến cho cả nhà. Và khi gửi quà đến cho cả nhà bằng một cách rất là trang trọng. Vì sao? Vì Chúa có dạy mình gửi đến cho người ta ăn không phải là một cách giống như là bố thí. Chính xác, nếu mà dùng theo bên Phật đó là bố thí, bên đây không có làm như vậy. Gửi đến cho bằng một cái gửi đến một cách tình thương của con cái Chúa, gửi món quà đó đến cho anh em của mình. Song Loan có nói rồi mà, dù là người ngoại cũng là con cái Chúa, chỉ là họ không biết Chúa thôi, chứ vẫn là con người, vẫn là Chúa tạo ra, vẫn là tạo vật mà. Cho nên là Chúa không có biểu mình là đưa cho con người với nhau mà đưa bằng một cách giống như là bố thí hay là cho đê dục bỏ hay làm gì không có trang trọng. Người ta nhận, ta sẽ ăn không có ngon. Cho nên là Song Loan làm việc cho Chúa, Song Loan là con cái Chúa, cho nên Song Loan gửi đến cho cả nhà một cách rất là trang trọng. Vậy mà có người bình luận vào nói là Song Loan cho cái cách cho làm sao đó không biết, mà không biết là thấy một cái hoàn cảnh nào, hay là cái anh ấy chị ấy bị ai đó làm cái gì đó thì lại bình luận lên trang Song Loan nói như thế. Thật ra thì rau củ của Song Loan được tỉa rửa sạch sẽ làm, rồi gửi đến thịt cá cũng tươi ngon, rồi cái gì cũng nói chung là làm hết sức mình của mình, thậm chí cả phone đi chung. Nói cả nhà nghe nha, cái ngày cuối cùng ngày 22 phone đi chung thấy thương lắm cả nhà. Có một người chị ở Bình Dương, phone đi chung muốn gửi thùng mì đến cho chị của mình. Vậy mà tất bật từ đó tới chiều phone đi chung cứ lo cho mọi người, rồi cuối cùng chị của mình ở Bình Dương đâu gửi được. Phone đi chung rất là buồn, nhưng mà cũng lo cho người ta trước. Con cái Chúa là vậy đó cả nhà, lo cho người ta trước đi rồi lo cho mình sao. Chúa dạy mình vậy đó, thì Chúa cũng sẽ không bao giờ để mình thiệt thòi đâu. Mình lo cho người ta thì Chúa sẽ lo cho mình. Cho nên khi mình làm cho người ta là làm hết lòng. Thì Song Loan không biết là Song Loan đã làm cái điều gì sai phạm, ekip làm cái điều gì sai phạm để cho buồn lòng cái người nhận,
mà nhắn tin nói như thế. Thì nếu như cái người đó, anh chị đó, Song Loan nghĩ đó không phải cô chú đâu, anh chị đó cảm thấy Song Loan và ekip làm việc chưa tốt thì có thể trực tiếp qua đây hỗ trợ, để cho biết được tấm lòng của cái anh chị đó như thế nào. Và một phần nữa là qua đây để hỗ trợ giùm, nếu như mà không có sợ Covid bị bệnh gì đó và tấm lòng giống như hồi chiều mà bình luận trên đó đó, thì vui lòng trực tiếp nói được làm được qua đây hỗ trợ giùm Song Loan và ekip. Sắp tới 1.000 phần quà nè. Đó là Song Loan rất cảm ơn. Cứ qua trực tiếp và thích cho theo cái kiểu cho như thế nào đó, Song Loan rất ủng hộ. Và Song Loan sẵn sàng, rất là cảm ơn khi hỗ trợ cùng Song Loan để mà gửi đến cho cả nhà bằng một cách trang trọng. Nói cái gì chứ nói mà gửi quà đến cho cô chú anh chị trang trọng là Song Loan ưu tiên hàng đầu số 1. Đó, tới thậm chí mà Phương đi chung là đưa cho mọi người mà ở nhà gia đình mình còn chưa lo nữa mà. Đó là phải sống như vậy. Như vậy mà vẫn còn có cô chú anh chị phiền hà. Nói cô chú tội nghiệp anh chị phiền hà. Thì Song Loan cảm thấy là mình chưa tốt được cái gì thì mong anh chị qua góp ý và đóng góp phụ giùm. Có ngày mà cuối cùng đó, chỉ có đúng cái ngày đó là không có tỉa rửa rau được, là nhận nửa tấn rau lúc đó là 11 giờ rưỡi mà chiều 6 giờ là đã không được ai lưu thông hết rồi. Và động viên gáp, máy gáp luôn, 4-5 gáp để đi phát luôn. Cho nên là hôm đó, chỉ có đúng ngày hôm đó là rau củ quả đưa lên là trực tiếp còn xin đất chưa có rửa. Củ cải trắng rồi đó còn xin, chứ còn đậu bắp vẫn đẹp nha. Chỉ có củ cải trắng thôi. Của cải trắng là đất còn nguyên, là chỉ đúng một cái ngày đó thôi. Còn tất cả những ngày khác là được gửi đi rất là trang trọng. Một lần nữa Song Loan xin nói là Song Loan không cần phải đi làm ra cái chuyện này để đẹp mặt mình, mà là Song Loan đi làm cái điều này để sáng danh Chúa. Sáng danh Chúa vì sao? Vì Chúa đã làm cho Song Loan sáng mặt, thì Song Loan có trách nhiệm đi làm sáng danh Chúa. Là vì sao? Vì Chúa đã ban phước cho Song Loan rất nhiều, và Song Loan đi làm theo cái điều mà Chúa sai Song Loan. Chứ không phải Song Loan đi làm cái chuyện này để đẹp mặt Song Loan hay sáng mặt Song Loan. Mong anh chị hiểu giùm. Song Loan xin cảm ơn. Và tất cả các ekip và Song Loan, Phương đi chung đều làm hết mình đến cho mọi người. Bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình. Không có một cái gì mà lợi dụng hay vụ lợi cái gì trong đây hết. Những gì mà Song Loan ăn được, Song Loan cảm thấy ngon, ăn được Song Loan mới gửi đến cho người khác. Chứ không phải là Song Loan cái nào mình ăn á, thì bắt đầu mình ăn, còn cái cho người ta là cho cái khác. Không bao giờ có chuyện đó. Phun Y Chung là người, gia đình Phun Y Chung, cả Phun Y Chung ở bên cạnh Song Loan là biết rất rõ. Thật sự là cái gì cũng vậy hết á. Cho ăn là, ê phải, Song Loan xin lỗi, gửi đến là gửi những đồ ăn ngon. Cho người ta ăn ngon, mình biết ăn ngon sao mình không để cho người ta ăn ngon. Cho nên là Song Loan luôn luôn lúc nào cũng vậy. Song Loan làm việc đâu phải bên cạnh có mình Song Loan đâu, có Phony chung, có mọi người ở bên cạnh, rồi xe gáp tới lui ai cũng biết. Nếu như mà Song Loan nói đạo mà Song Loan không sống đạo thì ai coi Song Loan ra gì. Chứ không phải một mình Song Loan tự làm tự ấy, tự nói chung là tự mình một trời một cõi đâu, không có. Mà nhất là cái thời điểm này nữa cả nhà biết không, cái thời điểm này là thời điểm rất là mang tiếng. Cho nên là Song Loan thật sự mà Song Loan nói nha, không phải ai gửi tiền Song Loan cũng nhận đâu. Song Loan nói thật sự, không phải ai gửi Song Loan cũng nhận. Chú tiên là con cái Chúa, con cái Chúa là gửi hỗ trợ cho cái chương trình mà Song Loan đang làm nè, để mà biết được tình cảm của Chúa lan tỏa đến cho con người chúng ta. Thời gian khó khăn dịch bệnh này là Chúa muốn lan tỏa tình yêu thương, thì sai Song Loan đi Song Loan làm. Chứ không phải là Song Loan để đi xin tiền cô chú anh chị ở ngoài đời rồi đem về để làm sáng đẹp mặt mình. Song Loan không có. Một lần nữa Song Loan nói không có. Song Loan không có làm điều đó. Này, Song Loan có đôi lời chia sẻ tâm sự gì đó cả nhà, đến với cả nhà gì đó. Rồi thêm một cái nữa là vừa rồi á, Song Loan nhắc luôn để mà cái phần quà, mấy phần quà sắp tới nè, để nó không có bị vào cái tình trạng là nhiều anh chị á không được nhận quà là do anh chị đưa, có người đưa địa chỉ thì không đưa điện thoại, có người ghi điện thoại thì không để thông tin rõ ràng. Cho nên nó gáp danh sách làm ekip làm rất là mệt mỏi vừa rồi.
Phương đi chung vừa rồi rất mệt mỏi và cực khổ á cả nhà. Có lúc là Phương đi chung là sắp quạo luôn á. Không ăn cơm, dọn cơm ra trên bàn nó suốt một cái ngày cuối đâu có ăn đâu. Cả nhà nhìn thấy mà không thương nữa thôi, em nói đây không phải là em kể lể. Làm như vậy đó mà còn không có vừa lòng nữa, bây giờ em biết làm sao? Thật sự em không biết làm sao hết á. Mà cả nhà biết không, Mạnh Thường Quân nó thấy thương lắm. Mạnh Thường Quân giống như đợt này 1.000 phần quà nè. Khi mà Mạnh Thường Quân gửi gửi tiền đến cho mình á, cả nhà biết Mạnh Thường Quân nói làm sao không? Nói thấy thương lắm nha cả nhà. À, chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em đã cho chị cái cơ hội để mà chị có cái cơ hội gửi đến cho những người khó khăn. Trời ơi, cả nhà thấy thương không? Ôi, gửi tiền cho mình, gửi quà cho mình để hỗ trợ mình mà nói những cái câu thấy thương vậy đó cả nhà. Thôi, rồi có người thì em cảm ơn, em rất là cảm ơn khi mà em có cơ hội, người ta cứ dùng từ vậy đó. Chị cảm ơn em, chị có cơ hội, em cảm ơn chị, em có cơ hội. À, cô chú cảm ơn con, cô chú có cơ hội, nhìn thấy thương không? Gửi đến cho mình mà còn nói một cái từ mà phải nói mình mát lòng dễ sợ. Rồi có người cũng nói là không cần ghi tên đâu Song Loan, không cần nói tên đâu, mà đặc biệt là con cái chúa đó cả nhà. Đặc biệt là con cái chúa nha, là không có cho nói tên. Tại vì mình làm việc cho chúa mà, chỉ chúa biết là được rồi. Tại vì Song Loan có nói mấy lần trước đó, khi mà mình làm tay phải, mình làm tay trái thì đừng có cho tay phải biết. Cho nên con cái của chúa là không cho nói tên, đặc biệt luôn á, con cái chúa không. Cho nên mỗi lần mà Song Loan hay nói là à, bên Mỹ, bên Úc, bên gì đó, Canada, ABCD, chứ không có nói tên, hoặc là cái hội thánh tên như vậy. Nó mình thấy người người ta gửi quà cho mình mà người ta trân trọng, người ta tặng đến cho mình mà người ta trân trọng mình như vậy. Còn người nhận quà ở đây, Song Loan xin lỗi nha, Song Loan không có phải nói gồm hết nha. Mình nhận quà mà xong rồi nhận gửi trễ, xong cái điện thoại nhằn, rồi đưa địa chỉ không chính xác, rồi nhằn, ôi làm phone đi chung đau cả đầu luôn. Phone đi chung quạo luôn á, quạo dọn cơm ra, cả ekip gia đình dọn cơm ra phone đi chung không ăn luôn. Thật sự Song Loan không phải kể đâu cả nhà. Phone đi chung với Song Loan với ekip thật sự rất là mệt mỏi, mỗi lần làm nó không có ăn cơm. Thiệt đó, nói rất thiệt lòng luôn á cả nhà. Không có kể đâu nha, cái này là lời tâm sự của Song Loan á. Thường thường á, ví dụ như là Song Loan gửi gửi về, Song Loan và ekip về phân ga thì anh chị đặt xe gáp đến là ở đây sẽ phát hết. Mà bây giờ cái hoàn cảnh là không đặt xe gáp được. Cho nên là ở đây Phương đi chung và Song Loan mọi người phải coi gáp đặt như thế nào. Vừa có người đặt gáp xong rồi không có tiền, Song Loan là người đưa tiền để trả này chứ đâu cả nhà. Cả nhà không tin, cả nhà cứ lên hỏi Phương đi chung đi, Phương đi chung cũng đang coi trên đó, Phương đi chung trả lời cho. Đặt gáp Song Loan gửi tiền, hỗ trợ đồ ăn. Song Loan làm vậy mà còn chưa vừa lòng nữa sao? Không phải than thở nha, em tâm sự xíu thôi, em thấy thả tim em cũng vui lắm rồi đó. Chào em gái, thương em gái nhiều. À, cả nhà biết không, nội mà cái khu mình Song Loan đứng ra để mà cầu xin Chúa nè, xin tiền về, rồi bên cạnh đó mới đặt quà về, rồi cả ekip phải đóng gói, xong rồi bây giờ cả ekip đặt gáp, rồi xong rồi trả tiền gáp nữa. Cả nhà thấy làm sao? Cho nên em chỉ nói những lời đây là em mong cả nhà thông cảm và hiểu. Khi mà ghi thông tin địa chỉ lên cho nó rõ ràng. Một, xong lo nhắc lại một lần nữa. Một là ghi địa chỉ, hai là ghi số điện thoại, và phải ghi thông tin cho rõ ràng để mà gáp người ta giao tới, gọi điện thoại thì bắt máy. Nên gọi điện thoại đến là không có bắt máy. Rồi cái phone đi chung vừa giải quyết ở nhà, vừa giải quyết gáp đi trên kia, gáp phải gọi điện thoại về, phone đi chung phải trả lời. Xong cái là bữa phone đi chung giống như bị stress vậy đó, giống như bị thần kinh vậy đó, không biết mình trả lời cái gì, không biết mình nói cái gì luôn. Rồi sao ăn cơm nổi cả nhà, ăn cơm đâu có nổi đâu. Đó thì em có
đôi lời tâm sự gửi đến cô chú anh chị vậy đó. Mong là lần này còn 1.000 phần quà tới này nè, thì gáp bây giờ là cho chạy rồi đó cả nhà ha. Gáp bắt đầu cho chạy, cả nhà vui lòng tự đặt gáp, tại vì kỳ này quá nhiều, không thể nào mà ekip Phu Đi Chung mà làm nổi hết á. Gáp đã chạy được rồi, vui lòng đặt gáp rồi. Ở đây là chị có trách nhiệm đóng gói và gửi đến cho cả nhà. Còn Phu Đi Chung với Kim Song Loan là cái nào mà xa, mà những cái phần mà khu cách ly người ta đi không được á, thì Phu Đi Chung và Kim Song Loan ekip đi xe hơi tới đó để mà gửi cho người ta. Còn cô chú anh chị nào nhận được thì vui lòng đặt xe gáp đến nhận dùm Song Loan và ekip. Vui lòng ghi gửi thông tin ha. Kim Song Loan đang nói chuyện Phu Đi Chung, đang comment trên đó đó cả nhà. Phu Đi Chung đang comment trên đó, vui lòng cho địa chỉ cho kỹ. Rồi Kim Song Loan sẽ cầu xin Chúa tiếp để tới cái ngày thứ hai. Bữa nay là thứ mấy? Bữa nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy. Thì ngày mai nửa thứ bảy chủ nhật, Song Loan sẽ cố gắng cầu nguyện Chúa tiếp. Cả nhà cầu nguyện cùng Song Loan tới ngày thứ hai là chắc có lẽ ngày đó là mình sẽ đủ 1.000. Tại vì Song Loan để đủ 1.000 phần thì Song Loan mới gửi cho đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Cho nên cả nhà cứ đăng ký từ bây giờ thì ekip sẽ xét duyệt lại ha. Phu Đi Chung là người xét duyệt lại đó cả nhà. Thôi bây giờ Song Loan nói đến đây ha. Rồi mong cả nhà hiểu những gì Song Loan chia sẻ hồi nãy giờ. Song Loan rất là cảm ơn. Song Loan cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Song Loan cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ cả nhà khi kết thúc đọc lời cầu nguyện cùng Song Loan nha, để mình cảm tạ Chúa. Đọc kinh thánh cầu nguyện trước khi kết thúc để Chúa ban phước cho chúng ta nha cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà mình đọc kinh cầu nguyện kết thúc nha cả nhà. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha tội kẻ nghịch cùng chúng con. Xin Cha để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì vương quốc quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Con cảm tạ ơn Cha. Hallelujah. Rồi cả nhà nhớ cảm tạ Chúa với em nha. Song Loan nhắc lại một lần nữa, nếu như vừa rồi ai có cầu nguyện cùng Song Loan, vui lòng comment trên đây hoặc là nhắn trang riêng cho Song Loan biết để Song Loan cầu nguyện cho những người vừa qua đã cầu nguyện Chúa. Song Loan nhờ cô trong trong cái nhóm con cái Chúa của Song Loan cầu nguyện chung. Cho nên cả nhà đã có cầu nguyện với Chúa rồi thì Chúa sẽ chạm lòng cả nhà. Những người nào đến với Chúa là chắc chắn Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Cả nhà nhớ cái kinh mà tiếp nhận Chúa Giê-xu và một cái kinh chữa bệnh đó, cả nhà nhớ không? Cả nhà nhớ cái kinh đó không? Khi mình muốn xin bệnh thì mình nhớ cầu xin cái kinh tiếp nhận Chúa Giê-xu. Song Loan có đọc trên đó. Nếu cô chú anh chị nào mà chưa có coi cái livestream đó thì vui lòng muốn xin cái kinh đó thì Song Loan sẽ gửi nha. Kinh tiếp nhận Chúa Giê-xu. Rồi cái kinh thứ hai là kinh xin bệnh. Mình muốn xin bệnh thì mình hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu trước nha cả nhà. Chào Mi Hồ. Xin chữa bệnh. Song Loan nói lộn là xin bệnh.
xin tiếp nhận Chúa Giêsu và kinh xin chữa bệnh. Rồi 9 giờ rồi, nãy giờ Song Loan livestream được 1 tiếng à. Song Loan bye bye cả nhà nha. Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ban phước cho anh chị em nha. Bye bye cả nhà, Song Loan bye bye. Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ. Rồi, cả nhà nhớ nha, nhớ đăng ký lên rồi chờ kết quả nha. Phone chung xét gì xong Phone chung sẽ đưa danh sách lên. Vui lòng cả nhà chờ kết quả. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà nha. Em bye bye cả nhà.